Trong mùa giải này, cái tên Victor Osimhen đã và đang trở nên cực kỳ hot trên các mặt báo cũng như các phương tiện đại chúng. Những màn trình diễn hết sức thuyết phục trong màu áo Napoli đã khiến rất nhiều ông lớn tại châu Âu đưa tiền đạo người Nigeria vào danh sách bắt buộc phải mua ở trong kỳ chuyển nhượng hè tới đây. Manchester United và Chelsea là hai đội bóng hiện đang được cho là sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ để có thể sở hữu chữ ký của Osimhen. Vậy trước khi tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Napoli ở mùa giải năm nay, Osimhen đã phải trải qua quá trình như thế nào? Victor Osimhen xuất thân từ vùng Olusosun, nơi được coi là bãi rác lớn nhất Nigeria khi nơi đây rộng 40 ha và phải tiếp nhận 1 triệu tấn chất thải mỗi năm. Giống như rất nhiều những cầu thủ châu Phi khác, Osimhen được sinh ra ở một vùng đất nghèo khó nơi mà chỉ có bóng đá mới có thể cứu được cuộc sống của anh. Chính tiền đạo của Napoli đã từng thú nhận điều này, bóng đá là hy vọng duy nhất để mang lại cho gia đình tôi một cuộc sống tử tế. Victor Osimhen lần đầu tiên gây chú ý trên bản đồ bóng đá với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U17 Nigeria tại vòng chung kết U17 World Cup diễn ra năm 2015. Khi đó anh thực sự thành hiện tượng của giải đấu, đã giành được chiếc giày vàng với 10 pha lập công ghi được chỉ trong 7 trận đấu, góp phần không nhỏ để đưa Nigeria lên ngôi vô địch. Hơn nữa, khi đó Osimhen chỉ đang thi đấu cho đội bóng không mấy tiếng tăm tại quê nhà là Intimate Striker Academy. Thành công tại giải đấu năm đó giúp Osimhen lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng tại châu Âu. Vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2017, tiền đạo người Nigeria ký hợp đồng với câu lạc bộ Wolfsburg của Đức. Nhưng tại Wolfsburg, Osimhen không có nhiều thời gian thi đấu và khi ở mùa giải năm đó, đội bóng nước Đức phải chiến đấu cho cuộc chiến trụ hạng và trong hơn một năm gắn bó với đội chủ sân Wolfsburg Arena, Osimhen chỉ ra sân tổng cộng vỏn vẹn 15 lần và không ghi được bàn thắng nào, thực sự là một thành tích đáng thất vọng. Trong khoảng thời gian thuộc biên chế Wolfsburg, Osimhen được đem đi cho mượn tại đội bóng Bỉ ASC Charleroi mùa giải 2018-2019. Tại đây, tiền đạo người Nigeria có nhiều cơ hội để thể hiện mình hơn. 12 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo sau 25 trận đấu của Osimhen giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 8 tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Tổng cộng mùa giải năm đó, Osimhen đã có 20 bàn thắng sau 36 lần ra sân ở mọi đấu trường. Đây có thể coi là dấu ấn đáng nhớ đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo người Nigeria tại châu Âu. Sự tự tin của tôi tại Wolfsburg là rất thấp, bóng đá Bỉ đã giúp tôi lấy lại sự tự tin đó. Tôi có những người đồng đội tuyệt vời tại đó và ban huấn luyện cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, Osimhen nói với BBC Sport trong khoảng thời gian thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Charleroi sau đó đã quyết định mua đứt Osimhen vào mùa hè năm 2019, nhưng cũng đã để anh ra đi ngay lập tức khi Lin ngỏ lời muốn chiêu mộ tiền đạo người Nigeria để thay thế cho Rafael Leão, người đã chuyển tới AC Milan. 22,4 triệu euro được thêm vào ngân sách của Charleroi và Osimhen chính thức có hành trình của mình tại Ligue 1. Tôi rất vui khi được ở đây và gia nhập câu lạc bộ vĩ đại mang tên Lin. Tôi vẫn còn rất trẻ, tôi đang học hỏi và tôi nghĩ rằng dự án của câu lạc bộ hoàn toàn phù hợp để tôi tiếp tục phát triển, Osimhen nói sau khi gia nhập Lille. Osimhen đã gây ấn tượng ngay lập tức sau khi đặt chân đến Pháp, anh đã ghi tới 4 bàn chỉ trong 3 trận đầu tiên ở Ligue 1. Cầu thủ người Nigeria được xem là một luồng gió mới, mang lại sức tấn công mãnh liệt hơn cả Leao trước đó. Osimhen kết thúc mùa giải với 13 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo sau 27 lần ra sân tại Ligue 1, qua đó cùng Lille cán đích ở vị trí thứ 4. Chỉ có Ben Yedder, Kylian Mbappe và Moussa Dembele là những cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng hơn Osimhen tại giải vô địch quốc gia Pháp mùa giải 2019-2020. Tính ở tất cả mặt trận, tiền đạo người Nigeria đã có cho mình 18 bàn thắng sau 38 trận đấu. Tại Lille, Osimhen tỏa sáng rực rỡ nhờ lối chơi đầy sức mạnh thể chất và sự hiệu quả trong việc dứt điểm. Christopher Gantier, huấn luyện viên của Osimhen khi đó đã khen ngợi Victor có thể làm công việc của 2 hoặc 3 cầu thủ. Chính vì lẽ đó, ngay ở kỳ chuyển nhượng hè mùa giải 2020-2021, Napoli quyết định dốc hầu bao khi chi ra tới 70 triệu euro để biến Osimhen trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng. Và quyết định của Napoli là chính xác khi Osimhen thi đấu càng ngày càng tiến bộ. Mùa giải ra mắt của tiền đạo người Nigeria bắt đầu với 10 bàn thắng sau 30 trận đấu. Sau đó hiệu quả của Osimhen đã tăng lên đáng kể với 18 bàn sau 32 trận ở mùa giải 2021-2022. Mùa giải này quả thực là một sự bùng nổ khi tiền đạo người Nigeria có 21 bàn thắng và 4 đường kiến tạo chỉ sau 23 trận tại Serie A. Ở đấu trường Champions League, Osimhen cũng đã sở hữu 4 bàn thắng sau 5 lần ra sân cho đội chủ sân Stadio Diego Armando Maradona, một hiệu suất thực sự đáng kinh ngạc. Osimhen là một tiền đạo tuyệt vời, tôi choáng váng trước tiềm năng mà anh ấy có và rất phấn khích khi thấy những gì anh ấy có thể làm trong tương lai. Huấn luyện viên Luciano Spalletti nói với Dazon sau trận đại thắng 5-1 trước Juventus. Không phải để giành sức cho World Cup ở Qatar, Osimhen dồn tất cả năng lượng để bùng nổ cùng Napoli, giúp đội bóng thành phố cảng miền Nam Italia đứng trước cơ hội giành Scudetto đầu tiên kể từ mùa giải 89-90, thời điểm huyền thoại Diego Maradona đang ở trên đỉnh cao phong độ. Đồng thời Napoli với Osimhen là chủ công cũng đã vào đến tứ kết Champions League, thành tích chưa từng có từ trước đến nay của đội bóng. Tiền đạo người Nigeria còn cùng Kvaratskhelia tạo thành bộ đôi tấn công nguy hiểm bậc nhất châu Âu mùa giải này. Với sức mạnh của mình, Osimhen có thể tàn phá mọi hàng phòng ngự. Gianfranco Zola, đồng đội của Maradona trong mùa giải vô địch Serie A 89-90 nhận xét: Osimhen không phải mẫu cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt bằng những pha dế bóng đắt léo và có kỹ thuật thượng thừa như Kvaratskhelia. Cũng không phải là cầu thủ chạy cánh có khả năng xâm nhập và tạo khoảng trống như Matteo Politano. Thay vào đó, nhiệm vụ chính của Osimhen là ẩn nấp trong vòng cấm và tìm kiếm cơ hội ở đó. Cầu thủ người Nigeria có thể ghi bàn dứt điểm tốt bằng cả hai chân và bằng đầu, một cầu thủ sinh ra để làm chủ không gian trong vòng cấm. Có thể nói Osimhen may mắn khi được thi đấu cùng những người đồng đội có khả năng kiến tạo giỏi phía sau, nên anh không thường xuyên thực hiện những tình huống lùi sâu để lấy bóng. Nhưng khả năng thực hiện những đường chuyền chính xác cũng như tạo cơ hội của tiền đạo người Nigeria là rất ấn tượng. Osimhen với những điểm mạnh về thể lực, tốc độ và khả năng dứt điểm linh hoạt đã giúp anh trở thành cơn ác mộng đối với hầu hết các hậu vệ mà anh cũng đã từng đối đầu. Tiền đạo người Nigeria sở hữu kỹ năng dê bóng cũng như kiểm soát bóng tuyệt vời, khiến anh ấy trở thành một tiền đạo hoàn hảo. Tiền đạo người Nigeria này cũng đã thiết lập được những kỷ lục của riêng mình. Trong trận gặp Spezia tại Serie A, Osimhen đã thực hiện một pha bật nhảy với độ cao 2,58m. Thống kê này giúp anh vượt qua thành tích 2,56m của Cristiano Ronaldo ở trước đó. Ở màn so tài giữa Sassuolo và Napoli, Osimhen với tình huống lập công nhân đôi cách biệt cũng đã có bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp của mình. Đáng chú ý, để đạt được thành tích kể trên, Osimhen chỉ cần chơi 197 trận. Trong lịch sử làm bóng đá, anh là cầu thủ chạm đến cột mốc này nhanh thứ 3, chỉ sau Erling Haaland của Man City và Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain. Osimhen vừa qua đã được trao giải vận động viên nước ngoài xuất sắc nhất tại Italia. Giải thưởng này do các nhà báo của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Italia trao tặng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tiền đạo người Nigeria với những gì anh đã làm được. Osimhen cũng chia sẻ, anh và các đồng đội được truyền cảm hứng từ cố huyền thoại Diego Maradona để cùng cống hiến cho Napoli. Osimhen cho biết anh chưa bao giờ quên đi xuất thân khiêm tốn của mình và sẽ nỗ lực để thi đấu thành công tại Italia và một ngày nào đó sẽ thực hiện ước mơ được thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Osimhen cũng gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá thế giới bởi vẻ ngoài khi thường xuyên xuất hiện cùng chiếc mặt nạ. Điều này sở dĩ xuất phát từ một chấn thương mà tiền đạo người Nigeria đã gặp phải khi thi đấu. Tháng 11 năm 2021, trong một pha đánh đầu với trung vệ Milan Skriniar của Inter, Osimhen dính chấn thương mặt nghiêm trọng, anh bị gãy xương, gò má và hốc mắt. Thậm chí một vài chuyên gia y tế đã khuyên cầu thủ này nên giải nghệ, nhưng anh đã quyết định phẫu thuật để tiếp tục thi đấu. Sau khi phẫu thuật, chân sút của Napoli gắn bó với chiếc mặt nạ đến nay. Giáo sư Gianpaolo Tattaro, người làm phẫu thuật cho Osimhen tiết lộ, cậu ấy gặp vấn đề khá nghiêm trọng nhưng cậu ấy quyết tâm phẫu thuật để có thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu. Nếu những chiếc xương gãy gần hốc mắt lệch thêm chút nữa, cậu ấy đã mất thị lực vĩnh viễn. Thời điểm đó chúng tôi phải đặt 18 chiếc đinh vít để cố định những mảnh xương vỡ. Sau cuộc phẫu thuật, Osimhen phải đeo mặt nạ mỗi khi thi đấu để bảo vệ mặt. Thật may khi điều đó không ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của cậu ấy. Bây giờ cậu ấy không cần phải mang mặt nạ nữa, song có vẻ như chiếc mặt nạ đem đến vận may nên cậu ấy quyết định đeo lâu hơn. Song ở thời điểm này, chiếc mặt nạ có thể coi là điểm may đối với sự nghiệp của Osimhen, bởi kể từ khi đeo mặt nạ thi đấu, sự nghiệp của tiền đạo người Nigeria xuất thân từ một vùng quê đầy sóng gió ở Nigeria có khởi đầu không mấy thuận lợi khi mới bước chân tới châu Âu, nhưng với những nỗ lực không ngừng, Victor Osimhen đang ngày càng khẳng định mình và đang là một trong những chân sút hàng đầu của lục địa già ở thời điểm hiện tại. Dù là Manchester United hay Chelsea, việc Osimhen chuyển từ Serie A tới Ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ là một bước ngoặt mới và sẽ mở ra một trang mới trong sự nghiệp của tiền đạo người Nigeria này.